Rồi bây giờ là chương trình tiếp theo. Đi ra Vũng Tàu. Chưa. Chương trình tiếp theo là đi thiền viện. Thiền viện. Thiền viện chứ không phải đi chùa. Ủa sao em mặc áo đi chùa vậy? Biết đâu. Đi ra chùa mà. Đi thiền viện khác. Thiền viện là gì? Thiền viện là một nơi đến để mình tập cách ngồi thiền. Còn này là đồ đi chùa. Còn này là trong chùa luôn rồi. Đâu có đâu. Ngồi thiền là đạo nào cũng ngồi mà. Đạo nào cũng ngồi thiền hết chưa? Ngồi chưa nè, ngồi bàn tốt hay cái ngồi đứng im chỗ. Ben ngồi tận hưởng một mình, không nói gì tới ai, búp lụm liên tục. Ăn hết hũ này tới hũ kia. Cái này là của bạn trai bạn ăn á. Bạn lấy luôn rồi. Kia nè. Sự kiện câu lạc bộ người cao tuần 18 tiếp tục với chủ đề sinh hoạt ngoại khóa lành mạnh, nên Tiun sẽ dẫn các bạn ấy đi gặp sư phụ của Tiun là thiền sư Thích Nhật Quang, trụ trì thiền viện Thường Chiếu, và sư ông của Tiun là thiền sư Thích Thanh Từ. Ngài đã sáng lập ra tất cả thiền viện ở Việt Nam. Cả hai vị này đều đã có ơn rất lớn trong việc góp phần đánh thức khả năng tiên cá của Tiun, nên các đệ tử nào muốn thành tiên cá cũng phải làm quen với các ngày ấy. Và đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ có buổi cơm chay gieo duyên đã chuẩn bị sẵn rất là thịnh soạn. Nếu nói thật lòng, tôi chả bao giờ có thể thiếu ăn hay thiếu mặc, thiếu ở, vì thiền viện cũng là nhà của Tiun. Nhưng vì thế giới, vì tất cả muôn loài, tôi rất muốn giúp các bạn có duyên thức tỉnh để trở thành người cá tiên cá, sống có ích hơn cho muôn loài. Hiện tại những điều xấu xa độc ác trên mạng rất là nhiều. Tôi khuyên các bạn đừng để bị cám dỗ lợi dụng trở nên sống tiêu cực. Tôi biết mình đã sai khi lên tiếng chỉ trích một số đối tượng YouTuber chuyên lừa dối trẻ em làm những việc xấu ở trên mạng. Theo luật nhân quả, làm tiên cá là không nên can thiệp. Mọi chuyện tốt xấu đều có số mệnh an bài. Chỉ có những ai có trí tuệ mới có thể nhận ra. Còn những người mu muội thì phải trải qua rất nhiều khổ ải mới có thể tỉnh ngộ. Giống như Tôn Ngộ Không là một con khỉ tinh nghịch, có sức mạnh đại náo cả thiên cung, thủy cung, địa ngục, gì nó cũng quậy nát bét hết luôn. Nhưng vẫn phải trải qua những tai ương nghiệp chướng rồi mới có thể thức tỉnh để đến được Tây Phương. Cũng chính vì lý do đó nên kể từ hôm nay tôi sẽ không can thiệp chuyện của người thường nữa. Ai làm chuyện xấu gì tôi cũng mặc kệ. Còn ai muốn làm người cá đệ tử của Tiun thì đến với câu lạc bộ người cá thứ bảy hàng tuần. Sắp tới sẽ còn có nhiều chương trình hoạt động của hội người cá chúng ta, không chỉ tổ chức ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài. Thế giới đang cần Tiun và các đệ tử chung tay góp sức bảo vệ môi trường, thiên nhiên và động vật. Alo. Dạ. Để dành món ăn cho mình kìa. Thôi ơi, cho mình một bàn bự luôn vậy đó hả? Các bạn có nhìn thấy rõ bữa ăn chay tại thiền viện Thường Chiếu rất là ngon đúng không? Có đậu hũ, có rau, có gỏi, có đủ thứ món ngon trên đời, dồi dào chất dinh dưỡng. Đó, các vị thiền sư ở đây ai cũng to khỏe, vác đá, vác cây, xây thiền viện. Tiun sống ở thiền viện cũng vậy, nửa đêm phải dậy khiêng đá nè, rồi ban ngày thì phải đi xây thiền viện ở những nơi khác như là thiền viện Trí Đức. Tiun phụ các thiền sư khác xây thiền viện đó các bạn. Đó, cũng ăn chay như vậy thôi, vẫn khỏe mạnh mà. Tại sao làm người thường lại chấp vào miếng ăn chỉ là mùi vị thôi? Ăn vào trong bụng rồi no sẽ như nhau cả. Nhưng mà thật sự trong đồ chay nó rất là bổ, do các bạn chấp vào cái hương vị thơm ngon của miếng thịt, miếng tỏi chiên rán lên, nên các bạn đã sai lầm rồi. Bảo đảm các bạn sẽ thấy bất ngờ khi mà thấy những thiền sư ở trong đây cao 1m8, 1m9 rất là nhiều, cũng toàn là ăn chay. Nên hãy suy nghĩ lại việc chúng ta có nên dung nạp những cái năng lượng xấu từ thịt động vật vào trong cơ thể của mình, rồi tạo ra tâm tính ích kỷ, tham lam, nóng giận, xấu xa như các loài vật hay không? Nếu chúng ta ăn rau củ quả như thế này thì tâm tính của mình sẽ ôn hòa. Mình sẽ rất khó bị những dục vọng chi phối bản thân của mình và hướng đến sự hoàn thiện của bản thân, chân thiện mỹ, để trở thành một người cá, một tiên cá tương lai, góp phần xây dựng ra thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà thế giới này sẽ trở thành cõi tiên chứ không phải là ngày tận thế nữa. Cho tôi biết cảm nhận của Ben về món ăn nơi đây. Quá ngon. Không có một đậu hũ. Không ngon. Không có một món
Quá ngon hả? Vậy Ben còn thích ăn thịt nữa không? Sau khi ăn những món ăn tại nơi đây. Ăn ngon vậy mà vẫn còn thích ăn thịt nữa hả? Rồi, còn muốn nói gì nữa không? Chứ nghe. Con nghĩ kết cục là hai mặt có cục. Con da mở mở và chấm lên với món này. Trời ơi, ghê quá Ben ơi. Giờ tới phiên bạn Mimi. Mà còn nụ dạng cho ép lên những chút cắn nó dài. Hãy nêu cảm nhận về món ăn nơi đây đi, bạn Mimi. Ăn ngon lắm không? Các bạn ơi, hôm nay câu lạc bộ người cá của chúng ta được quý thầy phục vụ quá nhiệt tình. Cảm ơn quý thầy. Sữa đậu nành nè, cà phê đen sữa đá nè, sữa chua nè. Sướng không Ben? Không. Về mà chưa thấy sướng nữa hả? Đã ăn chay và gặp được sư phụ của Tuyên rồi. Bây giờ gặp được sư ông của Tuyên là Ngài Thích Thanh Từ mới là khó nè. Ở Việt Nam hiện tại, dường như chỉ có gia đình của Tuyên mới gặp được Ngài ấy dễ dàng nhất thôi. Ngoài ra rất khó để gặp được Ngài ấy. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi ngắm cảnh một chút về khuôn viên của thiền viện này để các bạn thấy rõ. Từng cục đá, từng cành cây ngọn cỏ ở đây đều được chăm chút rất là kỹ. Và cảnh sắc ở đây đều thay đổi thường xuyên. Từng cái việc thay đổi cảnh sắc trong thiền viện thật ra là ngụ ý giúp cho các vị thiền sư đừng chấp tâm vào cảnh. Vì cảnh sắc là luôn thay đổi. Nếu mà vị thiền sư nào ở đây có thể ngộ ra được ngụ ý của sư ông thì sẽ có thể đạt đến một cảnh giới mới trong thiền định. Chắc chắn cũng rất khó. Bởi vì cái thời mà tôi tập thiền, tôi được sư ông, sư phụ giáo huấn rất là nhiều. Tôi luôn nhớ cái câu mà sư ông Thích Thanh Từ đã tặng cho Tuy Ôn khi Tuy Ôn cùng tu tập với Ngài tại thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Trong lần đi dạo sân vườn với sư ông, Ngài đã tặng cho Tuy Ôn câu này: sen trên cây cũng như sen dưới nước, đều là sen, nhưng không phải là sen. Cũng chính vì câu nói đó làm Tuy Ôn rời khỏi thiền viện ngay hôm sau và bỏ đi ý định trở thành một thiền sư. Đến nay cũng đã 12 năm. Thiệt là thời gian trôi nhanh quá, nên Tuy Ôn cũng sợ không thể kịp chia sẻ cho các bạn điều này. Nên làm người thường muốn thức tỉnh, chắc chắn các bạn phải gieo duyên với các bậc hiền tri thức. Nếu đời bạn mà không gặp được họ thì ắt hẳn phải còn mê muội rất nhiều, chìm đắm trong trầm luân khổ ải. Để nói cho các bạn nghe thử xem có ngộ ra được điều gì cho bản thân từ câu nói của sư ông Thích Thanh Từ đã tặng cho Tuy Ôn không nhé. Ráng mà suy nghĩ tích cực để tìm ra câu trả lời riêng cho chính mình. Vì cái câu nói này sẽ tùy thuộc vào sự trưởng thành của thân và tâm, trí tuệ nhiều hay ít của bạn mà sẽ hiểu được, lãnh ngộ ra nhiều chân lý theo nhiều cấp bậc khác nhau. Còn theo sự hiểu của Tuyên đối với câu nói này là: khi tâm mình như hoa sen thì sống ở đâu cũng được. Đó cũng là sự khác biệt giữa người mê và người tỉnh. Mặc dù đều tồn tại như nhau nhưng cách làm việc thì khác nhau. Người mê thì sai trái, người tỉnh thì luôn làm việc đúng đắn. Cũng chính vì lý do này mà tôi phải giúp người thế gian thức tỉnh, nên không thể sống ở thiền viện để hưởng an lạc cho bản thân. Rồi, sau khi chờ đợi, đại gia đình người cá đã được gieo duyên cùng sư ông Thích Thanh Từ rồi nha các bạn ơi. Và cũng chính nhờ sự thiền định này đã giúp cho tôi không còn phân biệt tôn giáo. Tôi coi tất cả các đạo giáo trên thế gian này đều như nhau. Và tôi ở giữa, tôi là người của trung đạo. Đạo nào tôi cũng biết chút đỉnh cho vui. Vậy là đã gặp được sư phụ và sư ông của tiên cá. Các đệ tử của tôi đã tọa nguyện rồi ha. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục lên đường thực hiện sứ mệnh của mình nhé.